John thì là từ Sydney qua, và lần đầu tham gia là 2015 của Handy ở Tân Sơn Nhất lần đầu. Và hôm đấy là mặc quần áo là trước mình phải là 10kg thêm nữa, cho nên quần áo rất là đẹp. Nhưng mà riêng không phải là quần áo đẹp mà anh Nguyên rất là nhiệt tình, khi hôm đấy ra cũng chào một câu, sau hai anh em chụp một cái ảnh. Đến hôm nay thì là năm vừa rồi bên Úc, từ Sydney, chúng tôi cũng tổ chức một giải gọi là ABGA, cũng là khá lớn, khoảng 140 người. Thì là khi đặt áo thì cũng đặt quá hại Handy, mà năm nay nào áo đẹp nhất. Mà nếu bản thân tôi thì là tôi rất là thính đồ của Handy, mặc tôi thích body rất đẹp như bộ hôm nay. Như chẳng hạn vừa rồi là 6 tuần trước tôi đi bên Đà Lạt, thế là đánh nhiều nơi quá xong rồi hết áo, thế là cũng mua bộ áo Handy cũng rất là đẹp body và rất là thích. Hôm nay là mình thật sự là thằng boy đấy, thì nó mang một cái quần thôi, mình thì mang đủ, nhưng mà hai bố con mắc sai. Nhưng mà khi mà lên mà được tự chọn thì mình chỉ nghĩ là áo với mũ thôi. Nhưng mà khi bây giờ được áo, mũ và quần thì mình thấy là tuyệt vời, tức là chưa ai đạt được điều đấy. Mà nói chung là riêng Handy là đồ áo quần rất là chất lượng, mà hôm nay đấy là mặc một cái là hai bố con chụp lên cái là chỉ muốn khoe một người. Hôm nay là Handy rất là đẹp.